một chiếc Mitsubishi X-Force thì có thể nâng cấp được những gì? Việc quan trọng nhất cần làm sau khi lấy một chiếc xe mới đó chính là trang bị cho chiếc xe của mình một gói phim cách nhiệt xịn chính hãng. Và hôm nay ở đây, bên Funo Auto chúng em đã nhận một chiếc xe Mitsubishi X-Force màu đen và mời lấy từ showroom ra đã qua ngay bên em để tư vấn và lựa chọn gói phim cách nhiệt xịn chính hãng đến từ thương hiệu 3M và full mã CR Crystalline cao cấp nhất. Và với gói phim như thế này thì sẽ giúp cho gần như là ngăn nhiệt này, ngăn các tia UV xuyên thấu trực tiếp vào trong xe của mình và ảnh hưởng nóng rát đến làn da của mình. Thì với gói phim này chính hãng bảo hành 10 năm thì các bác có thể yên tâm để lựa chọn dán lên chiếc xe mới của mình nha. Tiếp theo đấy là để trang bị chiếc xe của mình để di chuyển trên nhiều cung đường được an toàn hơn thì chỉ với 2 triệu đồng thôi thì bên em đã tư vấn cho bác khách là lựa chọn mã cam xịn chính hãng đến từ thương hiệu 70 Mai và ghi hình được cả trước cả sau với độ phân giải là Full HD cực kỳ nét và ghi hình được cả hồng ngoại và ban đêm giúp cho cái quá trình di chuyển trên đường ấy lại đảm bảo an toàn hơn rất là nhiều. Với chiếc Mitsubishi X-Force này thì nguyên bản đã có sẵn 4 mắt cảm biến sau rồi nhưng phía trước thì lại chưa có nên chính vì vậy là bên em cũng đã tư vấn cho các khách và trang bị thêm một cái sản phẩm đấy là cảm biến va chạm phía trước 4 mắt đến từ thương hiệu Steelmax. Và với cái sản phẩm này thì có thể giúp các bác quan sát được ở những cái vật cản phía trước này ngay cả khoảng cách là 0.01m và mình có thể quan sát dễ dàng hơn rất là nhiều khi mà mình di chuyển ở các cung đường đông này hoặc là rất là nhiều xe ở trên đường ấy thì cũng có thể có tầm nhìn quan sát rất là tốt hơn. Ngoài ra nữa là còn một cái sản phẩm đấy nữa mà em rất muốn giới thiệu đến các anh đấy là sản phẩm mô đun xi nhan nâng cao dành riêng cho dòng xe X-Force. Thì như các anh đã biết thì cái xi nhan cũng xi nhan đằng sau của chiếc xe này thì nó rất là bé và khó quan sát nên chính vì thế là bên em đã có cái sản phẩm mô đun xi nhan nâng cao và biến cái cụm đèn xi nhan bé xíu đấy trở thành một cụm xi nhan to và giúp cho người đi sau sẽ quan sát hơn và rất là an toàn cho người đi sau khi mà mình xi nhan trái hoặc xi nhan phải nhé. Thì cái sản phẩm này nó sẽ cắm rắc 100% theo xe và đem lại an toàn cực kỳ lớn cho chiếc xe của mình cũng như là người đi sau luôn. Và đây là chiếc Mitsubishi sau khi mà bên em đã hoàn thiện xong gói độ cho chiếc xe này thì như các anh có thể thấy là màu sắc phim giúp cho chiếc xe cực kỳ là khỏe khoắn và mạnh mẽ cũng như là vị trí kính lái bên em cũng đã tư vấn cho bác khách là lựa chọn mã phim sáng để đảm bảo cái tầm nhìn khi mà mình di chuyển. Ngoài ra thì vị trí kính sườn này hoặc là kính hậu cũng đã được lựa chọn mã phim này để đảm bảo sự riêng tư cho chiếc xe của mình. Và đây là vị trí 4 mắt cảm biến sau khi mà bên em đã tiến hành là hoàn thiện lắp đặt xong sản phẩm cảm biến trước Steelmax 4 mắt. Và như các anh có thể nhìn thấy là vị trí 4 mắt cảm biến cực kỳ là thẩm mỹ và đẹp luôn. Cái vị trí đặt mắt cảm biến này cũng đã được bên em tính toán và đo đạc rất là kỹ. Với cái vị trí đặt mắt cảm biến như thế này thì sẽ giúp cho các anh quan sát được rất là dễ dàng các vật cản phía trước cũng như là các vật cản khuất tầm nhìn của mình, giúp cho cái quá trình lái xe của mình trở nên an toàn và đảm bảo hơn rất là nhiều. Và như các anh có thể nhìn thấy là trên màn hình báo này hiện tại đang cảnh báo thông số bằng tín hiệu tít tít và khi có vật cản phía trước thì sẽ cảnh báo trực tiếp cái khoảng cách từ đầu xe của mình đến vật cản phía trước để giúp các anh có thể căn chỉnh được chuẩn xác nhất cái vị trí đỗ xe của mình cũng như là vị trí để mình di chuyển trên đường. Và với cái vị trí lắp cam hành trình như thế này thì các anh có thể nhìn thấy là cực kỳ nhỏ gọn và thẩm mỹ luôn, sẽ không gây cản tầm nhìn phía trước khi mà các anh di chuyển cũng như là cái chiếc cam hành trình này có thể là ghi hình được cả trước này và cả phía sau nữa để quan sát cực kỳ rõ nét cái vị trí ở phía trước và phía sau của mình để ví dụ có va chạm gì xảy ra thì mình cũng có thể xem trực tiếp trên điện thoại luôn. Còn một cái sản phẩm này nữa cực kỳ quan trọng mà các anh Mitsubishi X-Force phải lắp đấy chính là sản phẩm mạch chuyển xi nhan. Thì như các anh có thể thấy là nguyên bản chiếc xe này trước đây nó chỉ là một cái mạch chuyển xi nhan thì là bé như thế này thôi và sau khi nâng cấp thì cho ra một cụm đèn cực kỳ lớn và dễ quan sát như thế này thì giúp cho các xe phương tiện đi phía sau có thể dễ dàng quan sát hơn rất là nhiều. Ngoài những option mà bên em đã tư vấn nâng cấp cho chiếc xe X-Force này thì bên em còn có sản phẩm là Cam 360 dành riêng cho chiếc xe X-Force này nữa và có link ở bài viết phía dưới. Thì nếu như các anh đang quan tâm tới sản phẩm cho chiếc xe của mình thì hãy liên hệ ngay với Funo Auto để được tư vấn nha.